Xin chào anh em nha. Trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng. Em xin review cái con máy nổ Isuzu 2 máy anh em. Máy còn rất là đẹp luôn nha anh em nha. Tại này hơi bận quá rồi, em không vệ sinh, chưa được vệ sinh sạch lắm nha anh em. Con này nó có công tắc điện nha anh em, có bơm dầu thủy lực luôn nha anh em nha, tiện lợi cho anh em chế cháo đồ này nọ, co đồ là còn sáng rực nha anh em. Co dầu nè, con này là E262 nha anh em, thông số nó là 0.619 lít. Đây, bánh đào bánh chấn bu ly là còn rất là đẹp nha anh em. Con này là khỏi phải nói, bô chưa cháy luôn nha anh em nha. Đây, bô lửa là chưa cháy luôn, ốc tán là còn nguyên nha anh em nha. Rồi, để em test nổ cho anh em xem vô ăn cái nha. Rồi đây đi. Hơi đồ là đều ok hết anh em, máy phải nói là tuyệt vời anh em. Đây, tắt điện đây nè. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em, công ty Đức Tùng ạ. Đây, rồi, em xin cảm ơn anh em rất nhiều ạ.